Xin chào tất cả các bạn. Sau bao ngày cuối cùng chúng ta hôm nay cũng đi đến một cái gọi là buổi gọi là tạm kết đến chủ đề liên quan đến cái máy làm mộc dành cho người mới muốn tự học nghề, tự làm, tự đóng cái đồ gì đó ở nhà. Hoặc là có các bạn làm quy mô khoảng 1-2 người đã có chút kinh nghiệm rồi, đã có chút kinh nghiệm nhưng chưa phải là thợ. Thì đây là cái video mà mình có thể giúp cho các bạn tiết kiệm được rất là nhiều chi phí và đưa ra các cái quyết định đúng đắn khi các bạn muốn đóng đồ gì đó tại nhà. Các bạn lưu ý cho mình nhé, là video này mình dành cho các bạn là muốn tự làm đồ cho mình ở nhà và có chút ít kinh nghiệm rồi nhé, chứ không phải là dành cho anh em thợ chuyên nghiệp ở xưởng nhé. Các bạn lưu tâm điều đấy. Đối với gỗ làm mộc ấy thì nó đơn giản, nó chỉ có cưa bào cuốn đục hết, làm gì có gì đâu, đúng không các bạn? Các bạn làm nhà thêm hút bụi hút biếc các thứ nữa là xong. Thế vậy thì nó làm gì có quá nhiều thứ để bàn. Nhưng thực tế ở đây ấy, mình thấy rất nhiều anh chị mua những cái máy nó đắt tiền ở, thì có một thực tế câu chuyện xảy ra là như thế này. Đó là những gì thực sự ấy, đó là những gì bạn nghĩ thôi, nhưng còn khi các bạn làm ấy, nó sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Ví dụ như là đơn giản nhất như cái phoi bào, phoi cắm cưa thôi, các bạn 1 mét khối gỗ các bạn bào cuốn nó ra chẳng hạn, thì thực sự nó sẽ đẩy ra đến hàng chục bao tải mùn cưa bụi bặm các kiểu. Như vậy thì các bạn đã nghĩ đến cách các bạn giải quyết các vấn đề đó chưa? Hoặc là ví dụ các bạn nhìn trên mạng thấy những cái liên kết mộng hai cánh, ví dụ bằng cái mũi tu bi như thế này đấy, thì thực sự là các bạn chưa biết nhìn được phía sau của nó là gì. Đối với những cái loại máy như thế này ấy, các bạn chỉ có làm được cái mộng dương, mộng dọc thôi. Còn khi các bạn động đến đầu ngang của nó, các bạn làm ấy, cữ cái thứ của bạn không chuẩn, không ngon, các bạn không biết chế cữ, không biết vam kẹp, các bạn không giờ làm được mộng nó hết. Cái thứ hai nữa là gì, các bạn động vào gỗ cứng, gỗ sồi, gỗ ốc chó thì nói thật các bạn nghỉ hưu ngay, thậm chí là những cái mắt gỗ thông là không làm được đâu. Bây giờ chúng ta quay ngược lại vấn đề, để mua được máy ấy, thì các bạn, việc đầu tiên các bạn lưu ý cho tôi, đó là cái phần vật liệu, thứ hai nữa là phần liên kết. Các bạn phải xác định rõ hai cái này, và đương nhiên nữa một cái phần nhỏ nữa là cái phần hoàn thiện. Đối với phần vật liệu này, các bạn ưu tiên cho mình là vật liệu gì? Vật liệu đã hoàn thiện, ví dụ như là gỗ chẳng hạn, có rất nhiều đơn vị họ đã cung cấp cho các bạn những cái gỗ đã bào cuốn ra thành phôi quy cách rồi. Ví dụ như là gì? Các loại phôi gỗ bán sẵn trên thị trường đã bào cuốn xong rồi. Thứ hai là các loại gỗ ghép thanh hoặc plywood, veneer. Các bạn nên ưu tiên cái đấy, bởi vì sao? Nó sẽ giảm công đoạn của các bạn rất là nhiều. Và đó là cái nhà máy rồi, cho nên là cái sản phẩm độ hoàn thiện nó rất là cao. Các bạn về chỉ cưa cắt ghép cái là xong thôi. Đấy là về vật liệu, chúng ta nên ưu tiên những vật liệu như thế. Nó có rất nhiều các độ dày khác nhau, từ phân từ 12mm cho đến 15, 18, 25, 40mm đều có hết, kích thước 1m2, 1m4, vân gỗ màu sắc rất là đa dạng. Đấy, gỗ tự nhiên thì gỗ có gỗ thông, gỗ keo, trong miền Nam gọi là gỗ tràm, rồi là gỗ cao su nữa, và thậm chí là có cả gỗ sồi. Còn veneer thì nó đa dạng màu sắc rồi, plywood thì các bạn cũng đã biết rồi. Đấy, nếu không các bạn chưa biết thì các bạn gõ Google sẽ ra. Vì liên kết thì khi các bạn xác định làm một sản phẩm rồi thì các bạn sẽ ra được cái phần liên kết của các bạn. Thì cái phần liên kết này cũng liên quan đến rất nhiều các phương tiện máy móc khác nhau. Nếu như các bạn sử dụng các liên kết, ví dụ các bạn làm cánh pano, huỳnh, soi, như kiểu dạng đây các bạn nhìn thấy đây chẳng hạn, thì thực sự là để làm cái sản phẩm này ấy, nói thật các bạn là nó lên một cái tầm gọi là có nghề một chút rồi. Chứ bình thường các bạn để làm ra những sản phẩm này, nếu như các bạn không lưu tâm thì nó sẽ rất là mất tiền trong giai đoạn đầu. Thế thì đối với phần máy này các bạn này, thì Việt sẽ đưa cho các bạn cái gợi ý đầu tiên, đó là những cái máy các bạn không nên mua, hoặc các bạn phải cân nhắc rất là kỹ trước khi các bạn mua những cái máy này. Ví dụ như là những cái máy bào cuốn sử dụng động cơ có chổi than. Những cái dòng máy như thế này ấy, nó tạo ra những cái tiếng ồn cực lớn, hoặc là kể cả máy cưa tạo ra tiếng ồn cực lớn. Nói thật các bạn, khi mua cái máy về, các bạn ở những cái không gian nó nhỏ chẳng hạn, bởi vì chúng ta tự làm ở nhà mà, chúng ta lại ra phôi chúng ta làm những cái đấy như thế, thì nói thật khi bật máy cưa lên được nửa tiếng, khi tối về vợ đuổi ra khỏi nhà, hàng xóm khi họ ném gạch vào mái nhà luôn, nó tạo ra tiếng ồn kinh khủng khiếp lắm, các bạn chưa thể lường được cái điều đấy đâu. Đấy. Cái thứ hai nữa là những cái loại lưỡi tu bi, những cái loại máy để sử dụng những cái loại lưỡi tu bi hai cánh để làm các cái liên kết mộng gỗ như các bạn đang nhìn thấy hình ảnh đây, thì thực sự ấy, nói như các bạn là nó sẽ không ở đem lại hiệu quả cho các bạn nữa cả.
nếu như các bạn làm một vài cánh thì được, đối những vật liệu gỗ mềm thì ok đấy. Thế nhưng chắc chắn đảm bảo với các bạn một điều rằng các bạn chỉnh cữ các loại này, thứ nhất là nó cũng rất là mất thời gian và khó. Cái thứ hai là khi gặp những loại gỗ cứng, ví dụ như gỗ sồi hoặc gỗ óc chó chẳng hạn, hoặc là mắt gỗ thông, thì xin lỗi các bạn là chắc chắn không bao giờ giải quyết được. Bởi vì đối với những dòng máy như kiểu dạng làm liên kết mộng như thế này ấy, ở các xưởng ấy, họ phải dùng những cái lưỡi 6 cánh, 5 cánh hoặc tối thiểu là 4 cánh với những cái motor công suất 4, 5 kg, 6 kg để giải quyết bài toán như thế này. Chứ bây giờ hai cái cánh như thế này, chất liệu, cái hợp kim để làm cái lưỡi đấy, rồi là khi các bạn đẩy cạnh dọc thì không sao, nhưng mà đến cái đầu ngang của nó làm sao các bạn có thể xử lý được? Nếu như các bạn chưa có kỹ năng chuyên môn các vấn đề đó, các bạn không thể chế tạo được các cữ, các vam để các bạn làm cái đầu ngang gỗ được đâu. Các bạn đừng nghĩ vào, đừng bỏ ngay những ý nghĩ ra trong giai đoạn đầu tiên. Đấy là lời khuyên của Việt. Đó là những thứ chúng ta đừng có mất tiền mua nó. Thế còn về cái liên kết mộng thì nếu như các bạn có điều kiện tài chính thì các bạn có thể mua những dòng máy làm mộng dương, mộng âm, gọi là fit tune gì đấy đây. Đấy, cái này tiếng Anh mình nó chưa có giỏi lắm. Thì nếu có điều kiện thì cũng được, không sao hết. Đấy, còn nếu không thì chúng ta hãy sử dụng những phương pháp làm mộng truyền thống. Vậy thì những cái máy mà nên cần thiết trong cái giai đoạn đầu khi các bạn mới làm nghề hoặc là muốn tự làm được những đồ gì đó, chỉ cần những cái máy này thôi thì các bạn có thể tự làm được những đồ đấy rồi. Sau khi chúng ta đã chọn được cái phần vật liệu, khi những cái mà Việt đã gợi ý ưu tiên kia, thì các bạn, cái dòng máy đầu tiên đó là sử dụng động cơ dùng cơm. Sử dụng động cơ dùng cơm, ví dụ như máy cưa, máy bào, máy đục. À, Việt ngày xưa là bắt đầu nghề nó chỉ bằng những cái này thôi mà. Đấy. Bởi vì thực ra đây là những cái gọi là như kiểu 7 hàng đẳng thức cơ bản ấy. Các bạn sử dụng được những cái này rồi ấy, thì đến lúc đấy nó sẽ rất là tuyệt vời. Bây giờ các bạn bỏ ra chắc khoảng độ tầm mấy trăm ngàn, 500 ngàn là các bạn có thể đóng được những cái chiếc hộp nhỏ, những cái giá rất xinh xinh rồi. Nó đã giải quyết cho các bạn cái đó rồi, thêm cái búa, đóng cái đinh, bắt cái vít nữa là xong. Đấy, là chúng ta cũng đã có thể làm được những sản phẩm rất là tốt rồi. Đây nó là những cái phần kỹ năng rất là cơ bản các bạn cần phải có. Sau đấy thì khi các bạn đã có những kỹ năng cơ bản rồi, cũng hiểu các bạn giải phương trình, các bạn không biết 7 hàng thức thì làm sao mà giải được, đúng không? Sau đó sử dụng cái động cơ dùng điện trong giai đoạn đầu này, nó sẽ giúp các bạn nhanh hơn trong giai đoạn đầu. Chúng ta nên kết hợp hai thằng này lại. Đó là cái máy mài cầm tay. Cái máy mài cầm tay này nó giải quyết được rất là nhiều bài toán các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều bài toán. Thứ hai là cái cưa đĩa cầm tay. Cái cưa đĩa cầm tay ấy, thì các bạn có thể mua thêm những cái thanh dây trượt, hoặc là nếu như các bạn không mua dây trượt, các bạn có thể tự chế được những thanh dây trượt để giúp chúng ta làm nhanh hơn và độ bền nó cao hơn, nó chính xác hơn để chế thành cái cưa bàn. Thì cái đó là những cái cũng rất là tốt. Các cái máy khoan và bán vít, máy khoan và bán vít thì chúng ta cần phải có liên quan đến liên kết. Và một cái máy nữa liên quan đến hoàn thiện bề mặt, đó là nhám rung. Tất nhiên là nó còn những cái gọi là xử lý bề mặt như keo, chét, tiếc các thứ, những cái đấy thì nó đơn giản. Các bạn có thể dùng những cái tấm nhựa mỏng cắt ra, chúng ta có thể xử lý được những lỗ đinh, lỗ vít. Hoặc là dùng mạt cưa với keo 502, các bạn xử lý được những cái đó rồi. Như vậy là đối với các bạn trong cái giai đoạn đầu ấy, mà khi chúng ta làm những cái đồ tự làm ở nhà. À, còn một cái máy nữa trong giai đoạn này các bạn, giai đoạn đầu các bạn cũng nên lưu tâm, đó là cái cưa gắt góc, cưa đa góc. Cái này nó giải quyết cho các bạn rất là nhiều bài toán, rất nhiều bài toán. Như vậy là tổng hợp lại trong giai đoạn đầu ấy, tất cả như thế này thì các bạn chỉ khoảng độ gần 10 triệu, trên dưới 10 triệu tùy vào các hãng, có thương hiệu hay không có thương hiệu lâu đời hay là thương hiệu mới hay là gì gì đó, thì các bạn đã có những cái công cụ rất là tuyệt vời để có thể tự làm cho mình những cái đồ rất là hữu ích ở trong nhà rồi. Các bạn có thể, nếu kỹ năng tốt, các bạn có thể đóng được cả dàn tủ bếp là chuyện hết sức bình thường, những kệ tivi hoặc cái sofa cũng không có gì là khó khăn hết cả. Đó là những thứ mà Việt chia sẻ cùng với các bạn trong video này.
mong rằng là qua đây thì cũng giúp cho các bạn những cái thông tin rất là hữu ích để các bạn có những quyết định lựa chọn đúng đắn. Nhưng nó có một điều quan trọng nữa, đó là chúng ta cần mua những cái này ở đâu. Nếu như mà các bạn nào muốn mua ngay thì vào trong trang fanpage của mình, hoặc là các bạn gọi điện cho mình ở số điện thoại ở dưới, hoặc là comment phía dưới, thì Việt sẽ chỉ cho các bạn những cái nơi mà họ cung cấp những cái máy móc, trang thiết bị phù hợp nhất cho các bạn. Thế còn tới đây ấy, thì Việt cũng đã có làm việc với một số cái đơn vị chuyên cung cấp, đó là những cái công ty đã vào Việt Nam cũng nhiều năm rồi, những dòng máy rất là rẻ, phù hợp với nhu cầu của gia đình sửa chữa. Nếu mình không có làm những cái máy to quá, đây chỉ cung cấp những cái máy gọi là làm DIY sửa chữa trong gia đình thôi. Thì nếu như các bạn có nhu cầu cái đấy thì mình cũng sẽ nghiên cứu cái phương án để đưa ra cho các bạn những cái option, những cái combo để các bạn có thể tự làm được luôn. Mà đảm bảo, nói thật các bạn là giá chắc chắn là rẻ nhất ở Việt Nam này luôn. Không có đâu rẻ hơn đối với dòng máy đấy. Cứ ở đâu rẻ nhất thì là Việt sẽ là rẻ hơn, hoặc tối thiểu là bằng. Điều quan trọng là Việt tổng hợp được cho các bạn những cái đó, và Việt đã gọi là chuột bạch những câu chuyện đấy rồi. Thì ok, chúc các bạn thành công với các dự án của mình. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Nếu như các bạn có những câu hỏi nào thì hãy để lại phần bình luận ở phía dưới nhé, để chúng ta cùng trao đổi. Cũng mong rằng cái dịch này nó hết sớm đi để Việt có thể là làm những video hướng dẫn cho các bạn cách các bạn xử lý các cái bề mặt, hoặc là các cái công cụ đấy nó xử lý được vào những việc gì, để chúng ta tự làm, chúng ta đâu có vội quá đâu, đúng không? Bạn xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.